Chính phủ Cuba đã cho phép người dân nước này gửi tiền tiết kiệm bằng đồng đô la Mỹ vào hệ thống ngân hàng địa phương. Động thái này được đưa ra sau lệnh cấm ban hành vào năm 2021 và trong bối cảnh đảo quốc Caribe này đang trải qua một cuộc khủng hoảng kinh tế. Thông báo được Ngân hàng Trung ương Cuba đưa ra nêu rõ, bước đi này là cần thiết và phù hợp với nền kinh tế hiện nay của Cuba khi các hoạt động du lịch được nối lại và do đó khơi thông dòng ngoại tệ và dần phục hồi lĩnh vực dịch vụ. Đăng tải trên trang Twitter cá nhân, Bộ trưởng Ngoại giao Cuba Bruno Rodriguez khẳng định, biện pháp này sẽ mang lại lợi ích kinh tế và cải thiện cuộc sống của người dân. Mặc cho các biện pháp trừng phạt của Mỹ đã cản trở dòng chảy tài chính, các hoạt động đối ngoại, tiền gửi bằng đồng đô la Mỹ là một bước đi phù hợp với các điều kiện hiện tại của đất nước, giúp mang lại lợi ích kinh tế quốc gia và cho người dân. Trái ngược với chính quyền, một bộ phận người dân Cuba lại tỏ ra thận trọng với quyết định này. Biện pháp này phù hợp với một số người nhưng lại không hiệu quả với người khác, đó là ý kiến của tôi. Tôi không biết nữa cũng có thể tôi sai. Mọi người tán dương điều đó nhưng đối với tôi thì không có gì mới. Ngân hàng Trung ương Cuba nhấn mạnh vẫn cần phải theo dõi sự phát triển của hoạt động tài chính ngân hàng sau bước đi mới này, đồng thời nêu rõ có thể tiếp tục điều chỉnh phù hợp.